Trong lớp 1 bài 4 thì chúng ta sẽ sử dụng Maven để chúng ta viết một dự án kiểm thử. Như vậy thì lợi ích của Maven là sẽ giúp chúng ta tạo ra một dự án kiểm thử mà không cần phải thư viện vào. Chúng ta sẽ cái chỉ dẫn khai báo thư viện ở đây theo cái dạng chỉ dẫn của Freeform, thì Java sẽ tự động add cái thư viện vào cho chúng ta. Trong Eclipse các bạn sẽ lấy chuột phải, lấy chuột lên New, các bạn chọn một cái dự án Maven, vô Order, chọn Maven Project Net. Như vậy ở trong này các bạn sẽ chọn Catalog là Internal và chọn cái Quick Start 1.1 ha. Bình thường thì nó không có được chọn ở đây, chúng ta phải chọn vô cái Quick Start 1.1 này nó mới bắt đầu cho phép chúng ta chọn. Ở đây đối với lại Group, Group thì nhận diện của thương hiệu, chúng ta sẽ chọn một số cái thông số thêm, ví dụ như là Package là Poly. Ở chỗ này chúng ta chọn là My Number. Đó, My Number. Bạn muốn đặt gì thì tùy. Rồi ở trong cái phần My Number của mình. My Number. Các bạn có thể đặt ở đây là com 304 lab 1 bài 3 chẳng hạn. Đó, ví dụ như vậy. Còn thầy để là My Number. Trên cái My Number thì khi mà các bạn sử dụng một cái project là Maven mà có test thì các bạn sẽ có được hai thư mục. Mục Java ở phía trên của main là dùng để code ứng dụng. Thư mục phía dưới là dùng để chứa các cái file test. Không? Như vậy cái project của chúng ta nó có hai package là giống nhau nhưng mà ở hai cái thư mục khác nhau. Và cái file nữa là file prompt. Đây là file mà điều hướng cho phép chúng ta sử dụng cái JUnit máy. Hiện nay là khi mà tạo ra thì trên này nó đang sử dụng là 3.8.1. Bây giờ chúng ta có thể đổi cái. Như vậy các bạn đã thấy cái dependency ở đây. Thì chúng ta sẽ lên chúng ta search cái JUnit cho Maven. Này các bạn sẽ click chuột vào đây. Thì ở phía dưới này nó có nhiều phiên bản, mình có thể chọn là 4.13, 4.12, không? Mình đang thấy cái 4.13, mình click chuột vào đây. Các bạn copy cái phần này. Click chuột vô là nó cho phép mình copy, copy to clipboard. Rồi ở bên này chúng ta sẽ đổi cái dependency. Đổi dependency và format lại. Ctrl Shift F để format lại cái code. Ở bên này chúng ta sẽ new một cái class liên quan đến new một cái class. Đó, class của chúng ta Polyedu My Number. Mình chọn cái class là My Number. My Number. Ở đây chúng ta sẽ viết một cái hàm để kiểm tra số chẵn số lẻ. Is even. Đưa vào cái A. Và chúng ta sẽ return về nếu mà A chẵn thì A chia 2 bằng bằng 0. Như vậy chúng ta đã có phải là số chẵn hay không. Bây giờ chúng ta cũng đang để ở cái chọn ở cái lớp My Number. Các bạn lên các bạn chọn File, chọn New và các bạn chọn JUnit Test Key. My Number Test. Mình cũng có thể là Setup thì down nhưng mà không cần thiết thì mình chưa chọn, mình chọn là JUnit for test.
Như vậy chỗ này nó thay cái after before đó, setup và teardown đó bằng cái before class, before setup đó. Next. Và mình chọn test key event thôi. Rồi như vậy chúng ta đã có được cái lớp test, đúng không? Tạo ra nó cũng hơi với lại cái cách mà chúng ta tạo thông thường. Và ở đây nó đã add cái unit 4 cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ test ở đây là test is even, là test thử số chẵn. Không? Thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có cái lớp là my number new my number, và chúng ta sẽ có một cái pull lên bằng my number chấm is even. À chỗ này mình a cho nên là chỗ này mình khai báo một cái biến a, ví dụ nhìn cho bằng 8. Ra cái số 8 này có phải là số chẵn hay không? Kiểm tra số chẵn này có phải là số phun lần. Vậy bạn sẽ dùng cái answer true. Answer true để bạn kiểm tra. Kiểm tra xem thật đúng hay sai. Đây là mình kiểm tra số chẵn. Còn nếu mà chúng ta muốn kiểm tra số lẻ thì chúng ta copy cái phương thức này ra. Chúng ta sẽ kiểm tra đây là số lẻ. Và việc ở đây nếu mà số lẻ thì cái is true của mình nó phải trả về giá trị là false. False là true, true là false, các bạn nhớ không? Thì dạy các bạn là false. Nếu như mà cái hàm này nó trả về false mới đúng. Còn cái hàm này nó trả về true là sai. Bởi vì mình đang đi kiểm tra là số chẵn mà mình muốn đang kiểm số lẻ. Đúng không? Đó, rồi mình chạy thử coi ha. Run, các bạn chọn lý chuột phải, chọn run, chọn unit test. Ở đây thì nó có hai cái test case. Một cái là is even, là nó trả về giá trị là true. Một cái là even, even thì nó báo là đang bị có vấn đề ở chỗ này. Chúng ta phải kiểm tra lại. Đây, kiểm tra lại. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đang kiểm tra số lẻ mà chúng ta đi vô số 8 thì nó trả ra là sai là đúng rồi. Bây giờ chúng ta chạy lại. Rồi tất cả hai cái đều pass hết. Số lẻ cũng đúng là số lẻ, số chẵn cũng đúng là số chẵn luôn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được một cái bài liên quan đến một cái dự án mà sử dụng cái Maven để tạo một cái project kiểm thử. Thì các bạn có thể chọn một cái bài bất kỳ chứ không sử dụng lại cái bài là chẵn lẻ, bởi vì trong dự án, trong trong lab chỉ có yêu cầu là tạo một dự án kiểm thử với Maven chứ không phải yêu cầu là các bạn phải kiểm thử số chẵn lẻ. Chúc các bạn học tốt môn kiểm thử nâng cao. Cảm ơn các bạn. Nhớ ủng hộ ông Mười Giáo nha.